Thưa quý khán giả, tiêu hay còn gọi là hoại tử chõm xương đùi đang có xu hướng tăng nhanh và độ tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ hóa. Đây là căn bệnh nguy hiểm có nguy cơ dẫn đến tàn tật cho người mắc bệnh nhưng lại có những biểu hiện rất âm thầm, dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Vậy làm sao để phát hiện và chữa trị? Thì hôm nay chương trình Alo Bác sĩ ơi của Báo Đồng Nai sẽ có buổi trao đổi trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Nguyên Phong, khoa ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Dược CIMAC. Xin chào bác sĩ. Xin chào MC Thúy Hà. Xin chào quý khán giả đồng Báo Đồng Nai. Thưa bác sĩ, xin bác cho biết là tiêu hay còn gọi là hoại tử chõm xương đùi là bệnh gì và nguyên nhân mắc bệnh này ra sao thưa bác? Nó có phụ thuộc vào yếu tố nghề nghiệp hay các bệnh đi kèm khác hay không? Vâng, thì bệnh hoại tử chõm xương đùi người ta chia ra làm ba cái nhóm nguyên nhân chính, đó là do chấn thương, không chấn thương và nhóm vô can. Chấn thương thì tất cả những cái chấn thương ở vùng háng mà gây ra cái tình trạng gãy cổ xương đùi hoặc là trật cái khớp háng thì nó có thể làm tổn thương cái động mạch như chúng ta đã nói, thì sẽ dẫn đến tình trạng hồi tự chống xương đùi sau 1-2 năm sau. Còn về cái nhóm không chấn thương thì đầu tiên phải kể đến đó là những cái đối tượng nghiện rượu. Đây là nhóm đối tượng mà thường gặp nhất gây ra cái bệnh hồi tự chống xương đùi. Thứ hai đó là cái lạm dụng cái thuốc corticoid, sử dụng corticoid liều cao kéo dài, nó cũng gây ra cái tình trạng hồi tự chống xương đùi. Và nhóm thứ ba đó là những người mắc cái bệnh lý nội khoa, chẳng hạn như là bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh mỡ máu, hoặc là những cái bệnh lý về hồng cầu hình liềm và một số bệnh lý tự miễn khác như là bệnh lupus ban đỏ. Và tiếp đến nữa là cái nguyên nhân mà chúng ta còn phải nhắc đến nữa là những cái bệnh nhân mà điều trị hóa trị xạ trị, thì những cái tác dụng phụ của hóa trị xạ trị cũng có thể gây ra cái tình trạng hồi tự chõm xương đùi ở bệnh nhân này. Và ngoài ra nữa thì cái nguyên nhân ít gặp hơn đó là những bệnh nhân, những người mà làm cái nghề nghiệp đặc biệt ở trong môi trường đặc biệt như là những thợ mỏ hoặc là những cái người thợ lặn. Còn cái nhóm còn lại đó là nhóm vô can. Nhóm vô can là thế nào? Tức là những cái bệnh nhân đã được chẩn đoán là bị hội tự chống xương đùi nhưng mà không có những cái nguyên nhân kể trên, thì ta xếp vào cái nhóm vô can, và cái nhóm này chiếm tỷ lệ khoảng 20%. Bác vừa chia sẻ rất là nhiều nhóm bệnh như vậy, thì để phát hiện ra bệnh hoại tử chõm xương đùi á, thì có dễ dàng hay không thưa bác? Và khi phát hiện bệnh thì chữa trị có hết hẳn hay không và có tốn kém hay không? Vâng, thì bệnh hoại tử chõm xương đùi á, thì nó biểu hiện thường rất là âm thầm, kéo dài 1-2 năm và nó dễ nhầm với những cái bệnh lý khác, cho nên ở giai đoạn sớm thì cũng sẽ gây ra khó khăn cho cái vấn đề chẩn đoán của bác sĩ. Ở giai đoạn sớm thì bệnh nhân chỉ có những triệu chứng rất là mơ hồ. Bệnh nhân có thể đau cái trước bẹn lan xuống đùi, một số bệnh nhân lại đau ở sau mông hoặc là đau ở đầu gối, làm cho bác sĩ nhầm tưởng những cái bệnh lý ở cột sống hoặc là ở khớp gối, và điều trị hoài những bệnh lý này thì nó không cải thiện. Đến cái giai đoạn muộn rồi thì cái chõm xương đùi nó hư nặng, lúc này cái chõm xương đùi nó bị xẹp đi, biến dạng đi, làm ngắn chi đi, thì lúc đó cái việc chẩn đoán nó rất là dễ dàng. Bác sĩ chỉ cần cho chụp thêm cái X-quang xương khớp háng là có thể phát hiện và chẩn đoán được cái bệnh lý này ở giai đoạn này. Tuy nhiên, nếu như bệnh nhân mà đi khám sớm và đi khám đúng với những bác sĩ chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình có kinh nghiệm, thì với những cái dấu hiệu nghi ngờ thì bác sĩ có thể cho chụp cái phim MRI. Thì chụp phim MRI có thể giúp chúng ta chẩn đoán cái giai đoạn rất là sớm của bệnh lý hội tự chống xương đùi. Và khi mà đã chẩn đoán ra bệnh rồi thì việc điều trị này nó có hết hẳn hay không, kinh phí như thế nào thì nó cũng tùy thuộc vào cái giai đoạn bệnh. Nếu chúng ta phát hiện ra ở giai đoạn sớm, giai đoạn 1-2, lúc này cái chõm xương đùi chưa biến dạng thì chúng ta có thể điều trị bảo tồn cái khớp háng của chúng ta. Thì việc điều trị bảo tồn nó cũng có nhiều cái biện pháp, có thể điều trị nội khoa hoặc là điều trị ngoại khoa. Nội khoa thì chúng ta sẽ dùng thuốc chống loãng xương bisphosphonat, rồi hạn chế chịu lực lên cái chân đau bằng cách đi nặng, rồi hạn chế những cái công việc nặng, tránh làm những công việc nặng, rồi tránh những cái yếu tố nguy cơ như là rượu bia. Và chúng ta có thể điều trị tốt các cái bệnh lý nội khoa đi kèm nếu có. Khi mà tiến triển nặng hơn thì chúng ta có thể phẫu thuật, và phẫu thuật này là bảo tồn khớp háng, tức là ta chỉ khoan giải ép, lấy cái tế bào chết đi để kích thích tăng sinh cái máu nuôi xương, hoặc là vừa khoan giải ép kèm ghép xương. Thì người ta nghiên cứu thấy ở cái hơn 70% những bệnh nhân mà phát hiện ở cái giai đoạn sớm này và điều trị ở giai đoạn này thì có thể giữ được cái chõm xương đùi của bệnh nhân thêm 5-10 năm, và chi phí ở giai đoạn này, điều trị giai đoạn này nó cũng rẻ hơn. Còn đến giai đoạn muộn, khi mà đã muộn rồi thì cái chõm xương đùi biến dạng rồi,
đó là giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì chúng ta phải phẫu thuật, tiến hành phẫu thuật thay khớp háng. Thì cái phẫu thuật thay khớp háng thì cái giá thành nó sẽ cao hơn, chi phí nó cao hơn. Về bệnh hoại tử chậm xương đùi có thể gây ra những biến chứng gì thưa bác sĩ, và biến chứng nặng nề nhất của căn bệnh này là gì ạ? Nếu như mà chúng ta không có phát hiện kịp thời, không điều trị kịp thời cái bệnh này thì đến cái giai đoạn muộn như nãy đã nói thì cái chậm xương đùi nó biến dạng, nó xẹp chỗm đi, nó làm cho ngắn chi đi, bệnh nhân sẽ đi chân thấp chân cao. Mà nếu như đi chân thấp chân cao lâu ngày như thế nó sẽ gây ra một số hệ lụy và một số cái biến chứng nhất định cho bệnh nhân, như là teo cơ, cứng khớp háng, rồi những cái biến chứng ở cột sống. Khi mà chúng ta đi ở cái tư thế nghiêng một bên thì cái cột sống nó sẽ thoái hóa, quẹo cột sống, có thể là thoát vị đĩa đệm, và khớp gối cũng sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ đau khớp gối rồi thoái hóa khớp gối sớm, và nhiều trường hợp nó sẽ gây hoại tử luôn cái chõm xương đùi bên đối diện. Đó, rất là nhiều trường hợp vô chúng ta phát hiện ra là đã hoại tử chõm xương đùi hai bên. Và biến chứng nặng nề nhất đó là cái vấn đề tàn phế. Nếu như mà chúng ta không điều trị thì cái khớp háng của chúng ta nó hư hỏng nặng, lúc này cái mất hoàn toàn chức năng của khớp háng và bệnh nhân không thể đi lại được mà phải ngồi xe lăn. Vậy trong thực tế khám chữa bệnh thì bác sĩ có nhận định như thế nào về xu hướng mắc căn bệnh này hiện nay ạ? Có cần phải đưa ra mức cảnh báo cộng đồng chưa ạ? Với cái xu hướng hiện nay như ban đầu MC Thúy Hà có nói thì cái xu hướng của bệnh hoại tử chõm xương đùi nó càng ngày càng tăng nhanh, và cái tỷ lệ mắc ở những người trẻ tuổi nhiều hơn, và cái thường tỷ lệ nam giới lại mắc nhiều hơn nữ. Thì cái nguyên nhân do đâu? Như ban đầu chúng ta nói là cũng do cái tình trạng sử dụng rượu bia. Chúng ta biết rằng hiện nay cái tình trạng lạm dụng rượu bia của cái giới trẻ nó rất là phổ biến, đặc biệt là nam giới. Cho nên cũng đến lúc cần phải có một cái hồi chuông cảnh báo cho cộng đồng biết rằng cần phải hạn chế tối đa việc sử dụng rượu bia thì mới có thể giảm thiểu được những cái căn bệnh mà do rượu bia gây ra, trong đó có bệnh lý hội tử chõm xương đùi. Như bác đã chia sẻ thì bệnh này đang trẻ hóa dần, và thay khớp háng được xem là phương án tối ưu nhất để chữa trị những ca bệnh nặng. Thì điều mà Thúy Hà lo ngại là những bệnh nhân trẻ đã phải thay khớp háng thì có trở thành một cái gánh nặng cho gia đình cũng như là cho xã hội hay không? Vâng, hiện nay thì với cái nền y học hiện nay á, thì cái phẫu thuật thay khớp háng được các bác sĩ chấn thương sinh thực hiện rất là tốt. Và cái khớp háng nhân tạo ngày nay cái tuổi thọ trung bình của nó cũng khá cao, lên đến 20-25 năm, thậm chí có thể kéo dài đến 30 năm. Cho nên nếu như bệnh nhân ở độ tuổi tầm trên 50 thì không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên với cái tình trạng mà bệnh đang càng ngày trẻ hóa dần thì cũng sẽ gây ra một số cái gánh nặng nhất định cho gia đình, cho xã hội. Chúng ta thay khớp ở những bệnh nhân trẻ tuổi như vậy thì vài chục năm sau bệnh nhân phải tiến hành cuộc phẫu thuật thay khớp lần hai, bởi vì cái khớp háng nhân tạo nó cũng chỉ tối đa tầm khoảng 30 năm đổ lại. Và cái kinh phí mà thay khớp háng hiện nay nó cũng còn tương đối cao, cho nên cũng sẽ là cái gánh nặng về kinh tế cho gia đình. Với lại khi mà bệnh nhân đã thay khớp háng rồi thì cái bệnh nhân không thể nào làm những công việc nặng nhọc giống như trước đây, giống như một người bình thường, cho nên bệnh nhân cần phải tìm kiếm những cái công việc phù hợp hơn. Nguy hiểm là vậy thì không biết là căn bệnh này có thể phòng tránh được hay không thưa bác Phong? Vâng, để mà giảm cái nguy cơ mắc cái bệnh lý này á, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh bằng một số biện pháp như là sống lành mạnh, hạn chế cái bia rượu, rồi có chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh trái cây nè, nhưng mà phải hạn chế những cái chất dầu mỡ. Rồi ta có thể điều trị các cái bệnh lý, điều trị tốt các bệnh lý nội khoa đi kèm. Rồi tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Và đặc biệt nữa là ta không lạm dụng cái thuốc corticoid.
Nếu như có bệnh lý cần điều trị cái thuốc này thì cũng phải tuân thủ theo cái chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng được biết rằng là cái bệnh này nó còn cũng giống vô căn, cho nên mặc dù chúng ta đã thực hiện những cái biện pháp phòng ngừa ở trên nhưng mà vẫn có một cái tỷ lệ nhỏ có thể mắc cái bệnh lý này. Cho nên bác sĩ khuyên rằng khi mà chúng ta thấy có những cái dấu hiệu nghi ngờ thì cần phải đi khám kiểm tra sớm để phát hiện sớm cái giai đoạn bệnh cái mà cái chổng xương đùi vẫn còn tốt, thì lúc này ta có thể bảo tồn được cái chổng xương đùi, có hạn chế tối đa việc phải thay khớp háng nhân tạo. Thưa quý khán giả, hoại tử chổng xương đùi không phải là một bệnh lý phổ biến nhưng để lại những di chứng rất nặng nề. Điều đáng lo ngại là bệnh này ngày càng trẻ hóa và có xu hướng tăng nhanh. Đây là một căn bệnh nguy hiểm, có thể khiến người bệnh đối diện với nguy cơ tàn tật. Vì vậy, việc phát hiện và chẩn đoán sớm có ý nghĩa quan trọng trong việc điều trị hoại tử chổng xương đùi. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Nguyên Phong, khoa ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Dược CMAC đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn Bệnh viện Đại học Y Dược CMAC đã phối hợp với Báo Đồng Nai thực hiện số phát sóng này. Xin cảm ơn MC Thiếu Hà, cảm ơn quý khán giả Báo Đồng Nai. Xin nhắc lại với quý khán giả, chương trình Alo Bác Sĩ Ơi sẽ được phát sóng trên các nền tảng số của Báo Đồng Nai vào lúc 9 giờ sáng thứ ba hàng tuần. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.